Drama Pickleball trả 600.000 một giờ nhưng phải học với người nhặt bóng. Huấn luyện viên tung toàn bộ tin nhắn nữ học viên thường xuyên nhờ mua bánh và tha thiết được giữ lịch học. Ngày 11 tháng 7, làng Pickleball xôn xao trước bài đăng của nữ học viên H cho biết cô đã phải bỏ ra 600.000 một giờ nhưng lại có một buổi phải tập cùng với người nhặt bóng. Vào thời điểm dừng học, H cho biết vẫn phải thanh toán tiền cho buổi học trên. Dù vậy, cô đã được hoàn lại tiền buổi này sau khi nhắn tin yêu cầu. Liên quan đến vụ việc này, mới đây, huấn luyện viên cũ của H đã đăng toàn bộ tin nhắn của mình với học viên H để giải thích hiểu lầm. Phun đoạn hội thoại không qua chỉnh sửa của tôi với bạn kia. Thực tế tôi đã cảm thấy không thoải mái khi tập cho bạn 2 buổi và chủ động trả lại tiền. Về buổi học 600.000 một giờ với người nhặt bóng nhưng ban đầu vẫn bị tính tiền, vị huấn luyện viên này cho biết là do nhầm lẫn từ quản lý người tính số buổi học. Thực tế sau 2 buổi học đầu tiên với H do bản thân trực tiếp giảng dạy, huấn luyện viên đều đánh dấu lại bằng tin nhắn để tiện cho việc theo dõi. Ở buổi thứ 3, khi H cho rằng phải học cùng người nhặt bóng, vị huấn luyện viên này đã không đánh dấu lại để tính tiền. Vì thế, anh cho biết ban đầu việc tính tiền 600.000 một giờ cho buổi học này hoàn toàn do nhầm lẫn. Khi H nhắn tin thắc mắc việc phải trả tiền đủ cho buổi dạy thay, huấn luyện viên phát hiện ra sai sót cũng đã chuyển trả lại toàn bộ số tiền buổi học, đồng thời gửi lời xin lỗi đến học viên. Điều đáng nói, trong quá trình trao đổi được chụp lại và công khai trên cộng đồng, cô gái có thái độ tương tác rất nhiệt tình. Học viên H còn ngỏ ý nhờ trợ lý của vị huấn luyện viên mua đồ ăn sáng cho mỗi buổi học. Sau khi vị huấn luyện viên đăng tải đầy đủ tin nhắn đã trao đổi với H, cả hai vẫn có những tranh cãi liên quan đến quá trình học ở phần bình luận. Hiện tại, câu chuyện này đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.